trẻ của chúng ta hiện nay có cái nhu cầu rất là cao nè, nào là ăn mặc đẹp nè, đi xe đẹp nè, và bây giờ là phải xài điện thoại đẹp nữa đúng không? Qua chương trình này chúng ta sẽ thấy được sự quan trọng của điện thoại đối với việc truyền tải thông tin như thế nào. Ồ, anh cũng muốn có cái điện thoại nữa. Vậy mình đi vô mua điện thoại đi, mua cho em nữa. Em muốn chi? Em muốn có thể chụp hình nè, có thể nghe những bài hát hay, những bài hit nè. Đi mà, mua cho em đi, đi, đi. Anh ơi, chép nhạc cho em đi, em muốn chép nhạc. Má em toàn là bài mới không mà. Ôi, em muốn chép nhạc nữa à. Nhạc gì? Nhạc mới nhất á. Của ai? Của Lưu Chí Vĩ đi. Em thích Lưu Chí Vĩ lắm hả? Ừ. Anh, có bài mới của Lưu Chí Vĩ không anh? Có không anh? Vậy nó nhiều nhạc mới lắm anh. Nó nguyên cái list. Ồ, vậy cho em coi cái list nhạc đi. Bài gì? Em thích bài gì? Em không biết. À, anh biết bài này nè. Bên nhau dù không còn cảm giác, bài mới nhất đó, rất là hay. Vậy chắc em bài này đi anh. Vâng, xin mời các bạn cùng đến với ca khúc Bên nhau dù không còn cảm giác, một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Chung qua phần trình bày của nam ca sĩ Lưu Chí Vĩ. Bỗng nhiên cảm thấy em đã không như ngày xưa. Bỗng nhiên cảm thấy em đã không còn yêu anh. Bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó giữa chúng ta. Làm sao anh biết phải làm sao. Mất hết cảm giác đau mà sao vẫn cứ đau. Mất hết cảm giác yêu mà sao vẫn cố yêu. Mất hết cảm giác nhưng tình nghĩa vẫn còn đây. Làm sao em nhận ra được điều đó. Giờ có trách cũng đã thế, có nỗi cũng đã thế. Đâu phải một ngày mà ta trở nên vậy đâu. Ngày xưa em luôn vì anh, đến giờ em thì sao. Trách nhau làm chi em ơi em. Đừng hỏi tại sao anh đã không còn là anh, khi mà em cũng đã không còn là em như lúc đầu. Không phải là anh thay đổi đâu, nhưng vì không thể khác hơn. Làm sao vượt qua người yêu ơi. Thật ra anh vẫn luôn là anh, khi mà em luôn là em. Chỉ vì ta đã không hiểu nhau lúc đầu. Lầm lỗi này không của riêng ai. Thôi thì cứ như vậy đi. Một khi không còn cảm giác mà ta vẫn phải bên nhau thì như thế. Đau khổ nhiều lắm em biết không. Cảm thấy em đã không như ngày xưa. Bỗng nhiên cảm thấy em đã không còn yêu anh. Bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó giữa chúng ta. Làm sao anh biết phải làm sao. Mất hết cảm giác đau mà sao vẫn cứ đau. Mất hết cảm giác yêu mà sao vẫn cố yêu. Mất hết cảm giác nhưng tình nghĩa vẫn còn đây. Làm sao em nhận ra được điều đó. Giờ có trách cũng đã thế, có nỗi cũng đã thế. Đâu phải một ngày mà ta trở nên vậy đâu. Ngày xưa em luôn vì anh, đến giờ em thì sao. Trách nhau làm chi em ơi em. Đừng hỏi tại sao anh đã không còn là anh, khi mà em cũng đã không còn là em như lúc đầu. Không phải là anh thay đổi đâu, nhưng vì không thể khác hơn. Làm sao vượt qua người yêu ơi. Thật ra anh vẫn luôn là anh, khi mà em luôn là em. Chỉ vì ta đã không hiểu nhau lúc đầu. Lầm lỗi này không của riêng ai. Thôi thì cứ như vậy đi. Một khi không còn cảm giác mà ta vẫn phải bên nhau thì như thế. Đau khổ nhiều lắm em biết không.
Đừng hỏi tại sao anh đã không còn là anh, khi mà em cũng đã không còn là em như lúc đầu. Không phải là anh thay đổi đâu, nhưng vì không thể khác hơn, làm sao vượt qua người yêu ơi. Thật ra anh vẫn luôn là anh, khi mà em luôn là em, chỉ vì ta đã không hiểu nhau lúc đầu. Lầm lỗi này không của riêng ai, thôi thì cứ như vậy đi. Một khi không còn cảm giác mà ta vẫn phải bên nhau thì như thế đau khổ nhiều lắm em biết không.